Chào cả nhà, ngày mới chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe. Thì bây giờ là buổi sáng cô chú ơi, buổi sáng bây giờ mình sẽ nấu miếng thịt bò này lên cho các bác cả nhà. Giờ mình nấu chín đi ra, mình cho tụi nó ăn nha cô chú. Có bé nhỏ nhất đó, nó cũng không ăn được bao nhiêu đâu, đút không á. Như tối nay á, 11 giờ mấy, 12 giờ mình cũng còn ra mình đút cho bé đó cô chú. Nó không ăn, nó ăn có chút xíu rồi liếm liếm làm sao được cô chú. Ăn ít lắm, bé bé ốm ốm, bé nhỏ nhất nó còn ít lắm. Tối hả phi rồi đút thêm cho bé đó với bé vàng đó cô chú. Giờ nấu chín cái xong cái đĩa nguội cái ra cho các bé nó ăn sáng. Cái này nó chịu khó chút xíu cô chú ơi, nó mới hồi phục được chứ. Các bé mà nó đã yếu yếu vậy cũng bỏ bia sáng tới chiều tới trưa mới cho ăn, nó bé nó đâu có sức được cô chú. Xuống đi mì lấy nó chơi vậy con, chút mì cô chú cái này nó xuống đi con. Còn nói chung là mình chăm là cô chú yên tâm đi, mình làm gì tốt cho bé thôi nên cô chú cũng không phải lo cái gì đâu. Thiệt, nó bị cái gì mình là cái người chăm cho nó là mình là buồn nhất, nên cô chú cũng yên tâm không có sao hết á. Có gì giờ mình buồn chứ, tự mình tận tay mình chăm nó mà. Đã mình cố gắng mà, cố gắng hết sức để cho các bé được sống mà. Nên cả nhà cũng yên tâm đi, không sao đâu, mình lo cái nào tốt nhất cho các bé. Còn là bác sĩ nói với bác sĩ là tối nào bác sĩ cũng tới nhà nha cô chú. Bữa nay là từ bữa gì là tối nào cũng lại vô nước biển 3 ngày, nước biển với đạm 3 ngày với thuốc bổ. Rồi tối lại không có vô nước biển nữa, nhưng mà vô chích thuốc bổ với đạm, thuốc bổ với cái gì chích mấy mũi á. Đó, thì bác sĩ nói là hỏi nữa không thì mình cứ nói cứ chích đi, chích cho nó vài ngày nữa đi rồi tính, để xong hết rồi cứ tính tiền luôn cô chú ơi. Không biết nhiêu tiền không biết, cứ tối 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 tới là bác sĩ đi làm gì cái ghé vô vô cái chích thuốc nhất đồ cho các bé cô chú, để cho các bé nó có sức xíu đi cho ăn bổ bổ chút xíu bữa lái hồi phục lại. Bé nhỏ nó thiếu máu nhiều lắm nên cô chú, bé nhỏ bé nào cũng thiếu máu nhiều đó, nên mình có bồi dưỡng có thịt bò này cho các bé này cô chú. Sau lên cái là chín của chú, để nó chín quá nó hết bổ. Đây là chuẩn bị xay cháo cho bé nhỏ này nha cô chú. Thịt gà với lại thịt bò đó, cô chú thấy không, vậy cho lấy bữa lấy sức lại được chứ. Bò cô chú, bò mới vừa xào xong nguội đó. Xong cái xay xay rồi bắt đầu với bơm. Tay cô chú chuẩn bị size của chú này, thịt bò chả dễ đã chắc nghe thịt gà nó thiếu của chú. Đây là cháo, biết là nó không ăn bao nhiêu đâu nên cứ bưng này dẫn bưng lên nó ăn được như được. Cháo nó phải xay sẵn lên lúc đó cô chú. Thịt gà bò mà nước thịt bò vô nhiều lắm cho nó có máng đó cô chú. Rồi mình sẽ lên cho các bé ăn đây cô chú ơi. Cô chú ơi, mình cho bé nó ăn cô chú. Thịt bò cô chú. Đó, cho bé kia. Đây cho bé này. Thank you.
ăn sao con không ăn? Biết đem là đem theo lên cho thôi, chứ biết ăn không có được bao nhiêu đâu cô chú. Cháo thì xài sẵn rồi, mình biết nó rồi. Sướng quá rồi, nó vậy cô chú. Vì với mẹ Dung là đứa nào cũng vậy, mấy bữa đầu vậy ăn ập 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 mấy ngày sau rồi mất tiêu. Ăn đi con, ăn đi cho hắt cái gì. Rồi cô chú ơi, tụi nó lơ, nó ăn ít quá, đút vào. Cô chú cái mây mèo phá đứt rồi, giờ nè cô chú thấy, cô chú thấy dây nhợ nó cắn không, đứt nát nghiến hết rồi cô chú. Giờ sao nói được nữa, banh từ trong ra ngoài nó lòi hết mấy cái lưới cái ruộng đó nó đã chơi. Bây giờ nó nổi nè, mấy người về rửa sạch sẽ hết rồi, giờ nào cũng vậy, đậy là dày đúng không cô chú, đậy là dày đúng không, là đầu là chiều trưa đi lên cho tụi nó ăn là cái nắp này nó ra tới ngoài đường. Ngọn này hết rồi mà nó dẫn vô, nó còn đi vệ sinh miếng cô chú. Bây giờ phải xúc, nó giờ là phải vệ sinh dài này cô chú. Mấy bữa có máy dọn sẵn thì mình đỡ cực xíu. Bây giờ nó cô chú ngày nào cũng lên dọn vệ sinh á, nó dọn nhiều quá nó đẫm cái lần hồi vô dò vô chung cô chú, đúng không? Đang sướng giờ khổ. Hồi xưa có bé Nghi rồi nó phụ cũng đỡ, giờ có một mình một rồi cô chú ơi. Tàm lòng quần hết dưới lên nhà trên, hết nhà trên tới chùa ăn cho tụi nó. Nó ăn xong rồi nó phá thôi, nó phá rồi nó cũng lộn, nó dí, nó chạy rầm 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 đó cô chú. Thì cô chú đem em lên trên này nhé này cô chú. Mà điên á, lên trên này để chi phải không, để lấy cái chuồng ở dưới chăm sóc ba cái đứa yếu của cô chú. Nhưng mà cô chú yên tâm nha, mát lắm. Bà siêu nhân này mua cái miếng này cô chú thấy không cô chú, đại thêm lên cái chắc không có nóng của cô chú. Xong rồi gió ngoài nè, gió ngoài nó vô lồng 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 lồng, trưa rồi bật cái quạt nước lên nữa, mát rượi rượi luôn, mát hơn dưới luôn á cô chú. Gió nó mát trưa ở trên này, gió mát dữ lắm. Trường hợp cái ngày nào nó chuyển hướng gió thôi, cái ngày nào gió cũng vô mát dữ lắm cô chú. Nó phá thôi thôi cô chú ơi, nó phá nó đang xúc nó vô nó ỉa nè cô chú thấy không, nó đang xúc. Ui chết nó đau quá trời ơi, nó môi nó lấy cái giò của mình nó đi làm cầu móng cô chú. Mắm ơi, Ú ơi, lượm nè cô chú, lượm của cô chú ăn. Mẹ mới đem thịt gà lên cho lượm ăn á cô chú. Đó. Con ăn đi. Lượm đang ra lông nha cô chú. Em đang ra lông lại á cô chú. Em bị nấm á cô chú, em rụng lông á, giờ em đang ra lông lại. Cô chú cũng yên tâm không sao ấy. Con ăn đi, con ăn đi, con ăn đi. Ông vàng ông nín cho hùng ông đái khủng khiếp không, ông xuống dưới bị thằng sữa nó rượt á cô chú. Cô Ly này cô thấy cô Ly theo này dữ lắm. Rồi mày con mắt cho nó dính gì vậy cô Ly, chảy vàng. Ê ê nó kêu mẹ, ê ê thấy mày Ly nó kêu nó dối, nó làm gì nó thương lắm vậy đó, nó làm gì nó thương mày Dung lắm vậy. Nó kêu đứa nào để lấy nó kêu thì là thảm thương thảm thiết. Cô chú nó đái dũng khủng khiếp không cô chú. Xúc 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 này nha, cực lắm cô chú. Có cái máy nó đỡ ghê lắm, bây giờ không có máy nha cô chú tha không. Rồi lấy máy làm cho tụi nó ăn uống này, đi bán đi buôn về quần quật lắm. Bữa nào một giờ trưa về lại cơm với nước cho tụi nó này nó hết giờ. Xưa có bé Nghi nhờ tay, giờ không có. Bé nhỏ nó đi học tối ngày nó về nó mắc buôn bán nữa, nó đâu có thời gian đâu, nó phụ mình, nó cũng buôn bán cô chú. Nó buôn bán kiếm tiền nó xài đó. Mình thử nó đâu có phụ mình được cái gì đâu cô chú. Trời ơi, vàng nó đái cái bụng nước đái gì mà khủng khiếp luôn cô chú. Trời ơi, vàng nè, đái thiệt cũng nín chắc 10 ngày rồi quá. Vậy đá nhiều lắm, đá nhanh đá quá trời.
nó ngày hôm qua kêu hết 30 bịch cát đó cô chú ơi, nó mới kêu qua 30 bịch đó. Đây mày dung quần hoặc mày dung làm tối ngày luôn cô chú ơi nè, nhiều người vô cái sơ tay mẹ dung dài đây nè, cô chú nhìn kỹ nghe cô chú, gân cốt đồ nó nổi lên hết vậy đó, hỏi làm giống như trâu bò mà nè, cô chú coi nè, cô chú thấy chưa, làm giống như trâu bò sao mà tay chân đẹp được, suốt ngày quằn quặt nặng có nhẹ có, xách cát mấy chục ký cái gì cũng làm nó có mình một à, biểu làm sao cô chú nhìn đi, sần sùi sẵn sủi gân cốt rồi nổi hết lên nè, tay cực khổ mà biểu làm sao đẹp được. Cực lắm cô chú ơi, nói chung là mọi thứ trong nhà là con mình mẹ Dung làm hết, từ cơm tới chén tới bát tới quần tới áo tới lau nhà tới cái gì cũng một mình hết á, nói chung là từ A đến Z tới đi không ai đụng vô cái gì hết, đúng một mình đó chú. Nó ngồi á cô chú, nó nhảy lên nó quýnh lộn thôi thôi cô chú, sướng không, bà nó làm ở đó che cho mình yên mát, xong bây giờ nó leo lên để nó quýnh lộn rầm dí rầm hết cô chú. Đi, cô đi là cửa đứng đợi á, đợi mẹ đi ra đó. Vàng cái cửa đây nó ngồi. Kìa nó chui vô tuốt ở trong kia nữa kìa. Mới vừa đặt 30 bịch cát của chú ơi. Giờ nặng quá không, rinh dũng nổi luôn. Xưa có bé Nhi rồi cũng nhờ đỡ được, nhờ không có bé Nhi mấy con mèo á cô chú, không có cá thì nó ỉa bậy tùm lum, nó thúi tan hết cái nhà luôn, vì mình đâu có chỗ rộng đâu cô chú, nhà mình chặt quá mà đâu có chỗ rộng cho các bé ỉa đâu, nên đành phải mua cát chứ không có cát có ỉa đến đáy nó khâu. Bên Long Hải á, mẹ Dung toàn là banh miệng đút không á cô chú, để đi à, mẹ Dung quay cái cảnh mà banh miệng đút nó hơi khó câu một chút, nhưng mà cũng phải đút ngày nào cũng như ngày nái vậy đó cô chú, còn nếu như không có đút cho em nó ăn ít lắm rồi nó mất sức. Long Hải tại vì Long Hải nó có bệnh nền tùm lum đó, tại vì ngay từ đầu em nó về á là em nó đã bác sĩ chê nè, thiếu máu bị tùm lum hết trong đó, không có phẫu thuật được, không có sức mà để phẫu thuật luôn cô chú. Đó vì mẹ Dung cứ đút miếng mà mập ra đó chứ. Đây nhá, không đút là em ốm dữ lắm. Bây giờ mẹ Dung đút có bụng tròn quay. Nè cô chú. Nó quá vàng trời luôn cô chú ơi, nó mới cắn đứt cha nó cộng dây sạc của ba siêu nhân rồi. Chết rồi, ổng gì ổng la sùm tới giờ cô chú ơi. Cái cọng dây sạc cái cục sạc mà sạc dự phòng á. Giờ nó cắn đứt banh chành này nè cô chú, nhìn nè cô chú. Nó không có răng mà sao nó cắn được hay dữ ta cô chú. Nè. Bây giờ nó cắn như vậy nè. Cô chú nhìn đi, hồi nãy tự nhiên mình tự nhiên mình thấy con Thương nó đang ngậm cắn cái gì mình không biết. Ai ngờ mình nhìn mình thấy nó đang cắn cọng dây nè, rớt cái đầu không biết nó lôi sao mà rớt cọng dây rớt xuống nó cắn đứt của ổng rồi. Thì giờ ổng gì ổng lấy đâu ổng sạc một bên dự phòng của chú. Đó, thấy không? Nó liễm bỉm tối ngày luôn, nó cắn cái này nó cắn. Mình cũng không ngờ luôn á, nó ôm cái cục gì rớt xuống vậy mình nó cắn muốn bành hết cái nắp ra luôn của chú, còn cắn được. Đang ăn cái gì đó. Cô chú tội nghiệp lắm, cô chú tối ngày ngồi trên ghế biết vậy đó. Mẹ mà đi lên Nhà Trang á, cho mèo ăn cũng ôm thải lên ghế, đi bán cũng thải lên ghế. Nói chung là đi đâu cũng đều thải con lên ghế đó, sợ. Sợ mấy đứa lớn ở nhà nó cắn cái trái tồi không tiêu đó, tính nó nóng lắm cô chú ơi. Đi đụng nó cũng cắn nữa cô chú.